học mềm cứng em hả? Học mềm. Cái này em học chưa? Em biết chưa? Biết chưa? Em làm biết rồi, lúc qua chúng ta mềm cứng. Học phải cho nó nhanh đi em. Biết chưa? Chưa hả?
Rồi thứ hai nữa là em còn hiểu là hiểu công thức này.
là cái nền đấy kìa, vân vân là chế độ thiết lập chế độ bảo vệ cái ô nào đó và vùng ô nào đó. Sau đây là cho nên mới có cái thao tác này nghe, nó cũng theo rồi. Hay giới thiệu đó là từ khó đó nha. Và ở đây có cái lưu ý này kia, định dạng ngày tháng năm, ngày tháng năm. Tại sao thầy có lưu ý này? À, khi nhập dữ liệu vào á, hoặc là cụ thể là thi này, hay là công việc thường ngày như vậy, thì kem thói quen của chúng ta là ngày tháng năm, tức là nhập ngày, nhập tháng này với nhập năm. Nhưng mà máy tính của chúng ta có phòng thực hành cũng vậy này, đấy, phòng thi thảo đề hai cũng vậy, yêu cầu nhập tháng trước ngày của mình tới năm. Cho nên thầy cô cho hỏi dữ liệu này liên quan đến ngày tháng năm, ngày nhập viện, xuất viện chẳng hạn, vô liền em nhập ngày tháng năm, nhập hết và thực hiện phép đầu thì có ngày xuất viện từ ngày nhập viện là bao nhiêu ngày đấy, máy tính không cần. Tại vì lý do thì không được á, là cái chuỗi ngày kem nhập vào đó, tháng ngày năm đó, ngày tháng năm đó là không phù hợp. Nó hiểu đó là chữ, nó chữ. Cho nên chúng ta phải định dạng trước khi nhập ngày tháng năm cho thông thường của chúng ta. Và định dạng ở đâu? Em vào phần sau video này. Từ khóa thiết lập khai báo cái định dạng thì chúng ta có thể nhập được theo ngày tháng năm. Nhớ nhé em, chi tiết nhỏ này để mà không nhớ cái hậu quả là lắm em, làm bài luôn cũng được các em. Thêm được cái ha, thêm được này, thao tác cái dữ liệu này nhỉ? Này là thầy muốn nhấn mạnh hai ý thôi, một là copy định dạng, mà hai là cách định dạng theo điều kiện. This là bất tính nhất, thầy chỉ nhấn cái này thôi, cái kia em phải làm CS này em, định dạng có điều kiện. Đầu tiên em nhìn lên cái thao tác này. À, cái vị trí của nó này, nó nằm trong thẻ form. Đó. Thường người ta viết tắt bằng CS, conditional này, bắt tin CS thì nhận cái điều kiện. Thì bây giờ thầy đặt ra tình huống thôi, và các em suy ngẫm. Thầy có cái bảng thế này nhé, rất nhiều con số trong này, bây giờ thầy đặt ra yêu cầu,
Thứ hai là anh yêu cầu người lớn này định dạng á, thực hiện các thao tác hồi nãy, các ô chữ số 1 hoặc là chữ cái gì đó, đó chữ nào đó. Đây là ví dụ này, đây cái này chữ số 1 này em, chữ gì chữ số 1 này, cái này chữ số 1 này, đây cũng chữ số 1 này, nhiều lắm em trong cái ô này á, trong cái bảng đó thì cái ô nào chữ số 1 á, số màu vàng thì thầy chữ màu đỏ đầm nghiêm đó, thì dạng như vậy. Thì qua đây này cũng là ô số 1 này em, cũng đầm này, nghiêm này, vàng này, đó. Đó. Rồi bây giờ gặp có một cái này nữa em. Cũng mất công các bạn nghĩ ra cái chuỗi này các em. Đi vào đây. Tìm cái chuỗi vào cái có một. Giảm đi người trước. Tiếp tục. Tìm có một cái này. Đó. Cứ làm như vậy. Có một nào á. Trong cái bản này. Thực hiện chồng đi chăng. Thì cái này làm được các em. Được. 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 À, lúc nào buồn buồn cứ làm thế này để chống stress em, nó tô là giống như kem hay cái trò mà biết một cành lá rồi đó, có cái cành lá đó biết được cái lá ha, đó thì cũng được em. Nhưng ở đây thầy vừa nói về cái ứng dụng của định dạng có điều kiện này, xem á, giúp chúng ta làm rất nhanh và chính xác. Cách làm anh em là thầy đương nhiên là cái nào cũng vậy á, nó nào lúc nào cũng vậy, chúng ta phải chỉ cho máy biết là cái khu vực chúng ta thiết lập tình trạng này. Đấy, mình chọn hết. Đấy, chọn cái này cho máy biết rồi bắt đầu vào kẻ thông vào rồi hả, xét đi vào đây kìa, cái dòng đầu tiên này, những dòng còn lại em thử khám phá nhé. Dòng đầu tiên highlight cái ô không theo một cái công thức nào đó, thì nhìn vào đây này, lớn hơn, nhỏ hơn và nằm trong một cái đoạn nào đó hoặc là nó bằng, từ đây trở về trước á là liên quan đến con số, tánh thức là tánh thức liên quan số. Và cái chỗ này kìa, bình dạng, cái ô đỏ chữ chữ kìa, không, liên quan đến ngày tháng, ô nó đùng nhau, đùng nhau. Thế bây giờ thầy chọn cái ô đầu tiên này em, số, không, số 1, bằng số 1 này, thầy nhập vào số 1, còn bình dạng thế nào á, nó lựa chọn kìa, cái bình dạng. Thì ổ nào trong phía số 1 thì giải hết cho chúng ta. Hoặc là dưới này thì em không cho chúng ta cái kẻ này đó, bắt xeo đó, để thực hiện định dạng số 1, số 1 9 này em đó, 9 hết như vậy. Cố nào cũng bỏ có hết này. Thế bây giờ giả sử cái ố này nó có 3, bây giờ thầy thay có 3 và có bọt, nó không thực hiện được câu nào luôn kìa. Chúng ta trong khu vực đó hãy gặp số 1 và thực hiện định dạng các bạn, đó gọi là định dạng có điều kiện. Cái về điều khám phá như thế còn lại nhé. Bây giờ thầy đưa ra tình huống thế này để em về cách xử lý này, áp dụng này. Suy nghĩ nha, áp dụng nhé. Đây là danh sách của 1015 sinh viên. Thì cho sơ ý á, thầy bỏ cái mã thông tin viên nó có cùng lại đó, cùng lại mã thông tin viên của em nó khác nhau, nhưng mà cho sơ ý bỏ cùng lại
Thì kết tìm cái trường hợp mà bạn có viên cùng nhau á, trong 1015 khi viên đó, và có phát hiện ra được nó cùng nhau. Và lấy cái danh sách đó ra, đầu tiên là phát hiện trường hợp trùng, sau đó là lọc cái danh sách đó ra, các bạn trùng để điều chỉnh lại. Cái thông thường là gì các em? Đầu tiên cả nhà như thế này là sao? Đào lên như thế này nó. Nhưng mà làm sao biết được đúng không? Khó lắm các em. Nhưng mà có nhiều cách, khi xử lý dữ liệu thì chúng ta có nhiều cách. Nếu các bạn là quyết tâm mà đi đào lên từng con số như vậy á, thì các bạn cứ sắp xếp nó đi, tăng dần. À, thì trong trường hợp tăng dần đó đó, thì hai cái kế bên giống nhau thì nó lại nằm cùng với nhau. Rồi ra đến là cũng tìm rồi tốt. Nhưng ở đây là có áp dụng cái xe này thì chẳng có điều cả cái tìm thì khi cho cái ông này các em nói bạn không nhân viên nào cùng nhau cho một đáp án ABCD coi cái mã nào bị trùng á cách thầy làm này em. Trong cái cột mã có sinh viên này này thầy chọn hết đấy, chọn hết á, chứ ở đây để cho nó nhanh nhé, thầy chọn cái ô đầu tiên thôi và nhấn từng con ship rồi kiếm mũi tên đi xuống á, nó chọn nhanh cho chúng ta từng con ship kiếm mũi tên đi xuống đường trang cách mà dài á, cái đường có kéo đó thời gian lắm thì chọn cái dòng đầu tiên thôi. Rồi nhấn tổ hợp kiếm, cần con ship, mũi tên đi xuống, chọn hết. Đây, bước tiếp theo, sau khi chọn á, thầy vào cái form này. Bình dạng này, hay là thêm cái chọn cái nào. Ừ, đúng rồi, cái cuối cùng. Thầy lên tô màu, cái trường hợp mà trùng nhau á, lặp lại á, đó. Tô màu á, đây, tô màu này. Thì bây giờ trường hợp trùng này là trường hợp duy nhất ở đây chúng ta cần là trường hợp trùng, chọn màu này đi, vết màu đỏ đi hả? Ok các bạn, phải là đặt cái chữ nó màu đỏ, nó kéo lên kéo xuống, thì tới đây nhất có thể kéo lên kéo xuống. Chỗ nào màu đỏ nó cơm. Nhưng mà chưa hay em. Cái tầm này nó mới hay này. Để đây á. Chưa nhanh. Còn thầy sẽ sử dụng chức năng nào. Vào đây ta filter lọc nó ra. Filter nó nhận định như thế này. Nhấn vào cái kiểu á. Đấy nó cho phép chúng ta lọc theo giá trị này. Nhưng mà ở đây chúng ta đã tìm dạng màu rồi á, thì hãy lọc cái màu. Màu gì? Màu đỏ. Đó. Lọc. Đây, phải lọc xuất hiện hai cái tuyển hợp cùng nhau lọc ra. Chúng ta biết được cái mã không sinh viên trùng này. Số thứ tư là 160 và 148 trùng nhau. Này cần đáp án đó các em. Đã không biết nguyên trùng nhau. Ba, cao là số ba. Đây,
Vâng. Thì các em lưu ý là khi chúng ta nhập dữ liệu vào Excel á, thì chúng ta thường á mã hóa, tức là cái chuỗi á chúng ta sẽ mã hóa bằng các con số. Tại sao như vậy? Tại vì máy hiểu một cách máy móc. Ví dụ nam hay nữ chẳng hạn, thì chúng ta nhập vào chữ á có cái hạn chế. Ví dụ chúng ta nhập chữ nam, chữ hoa, các bài lát số thì nhập chữ nam nước cờ, thì máy tính sẽ hiểu lập tức là hai cái chữ nam đó khác nhau, đó là hai chữ khác nhau. Cho nên hay cái việc nhập như vậy á, người ta mã hóa, đó, ví dụ á, chữ nam thì nhập nó bằng câu hỏi, nữ thì nhập bằng không chẳng hạn, phiếu ngay từ đầu và khi nhập thì nhập bằng con số để đánh các cái lỗi. Chính vì vậy khi mà khảo sát tình trạng sốt á, có ba trạng thái, ba mức độ, đó là không sốt, sốt nhẹ, sốt cao, thì người ta ghi nhận bằng các con số. Và số 3 này là trường hợp sốt cao. Thì bây giờ cái trọng này nhân sốt cao nha, nhân số 3 này nha, sốt tô nguyên cả trọng này, số màu vàng, màu đỏ cũng không nhanh, màu đây, số màu vàng, đây cũng vậy, màu số vàng đây, số màu vàng, như vậy. Rồi, những trường hợp nào mà có mức cao thì không vào thì chẳng gì đó, là cứ bật lên, còn lại. Thì bài này em chú ý như thế nào? Những bài làm như thế này, thì hướng dẫn không? Nào dễ thầy phải làm, nào khó thì các em. À, như vậy thầy đã trình bày trong hai cái nhé, xé này, copy định dạng cái chuỗi này thầy cũng có làm rồi đúng không? Có một định dạng như thế nào để copy nguyên sang cái còn lại, đó là cái chuỗi á, xé định dạng không một điều kiện nào đó. Đây tiếp nhé, 14 này nghe. Em đọc không phải hiểu không? Cái đúng được không á? Vậy thầy làm ví dụ như vậy. Cần dữ liệu ban đầu, chỉ còn copy nhá, chỉ cần phải copy á. Ví dụ thầy có bộ dữ liệu này,
văn vận động như vậy. Công việc thứ hai, công việc học tin học, tập tin học, xong rồi chơi, xong rồi ngủ, cả nghỉ ví dụ vậy. Bây giờ các em coi thành copy nhé, copy dữ liệu này. Thì đương nhiên thì copy á cũng phải chọn nó cái đã, rồi tìm cách dán qua một chỗ khác, cái chuột phải copy. Hoặc là thế này cũng có nghe copy này. Rồi chọn chỗ dán này, dán dưới này. Rồi cái chuột phải này nghe. Paste, còn dán đặc biệt cái nhìn gì đó như ta cái này. Các cái đường dẫn này em, các hình đường dẫn khác nhau. Ví dụ này là thiếu này, thì cái dẫn có gì thay đổi cả. Là thiếu kế bên, không mất cái gì dạng. Thiếu bên nữa, đó. Không mất cái gì dạng, các kiểu dẫn khác nhau. Ở đây em bị một kiểu dẫn này, rất ngược lại cái. Cái dòng vọt cái dòng hãy là một kiểu dẫn khác này em, copy này dẫn cái theo nó không pin em, dẫn dạng là cái nhánh nha, thay đổi. Đây là ví dụ khác này, dẫn dạng liên kết. Đấy, có cái dời với cái kịch này kìa, mà hình ảnh và có liên kết nữa. Đấy, thay đổi hình ảnh nhé. Thì đó là dạng hình ảnh liên kết ở chỗ nào. Ví dụ có thể khai bằng này chơi để học tương tự nhé, em bị tương tự nhé, để học này dễ này nó thay đổi em. Bây giờ học làm đối bản lên ô cái này nó thay đổi em liên kết đây này bỏ cái này cũng mất đó đấy, cái hình thức dẫn khác nhau. Và cái này thì em tương thực hiện thì so sánh văn bản gốc và văn bản phân tích dạng các tình huống khác nhau. Đấy, cái làm việc này. Và lại xong cái này nhé em. Tiếp theo nha. Ngay về địa chỉ. Cái địa chỉ mà gọi dùng đô la các em. Đó, chúng ta sử dụng nó như thế nào. Học đi.
đường của em. Không phải là đô la đúng không? Phải giải thích chữ đô la này nghe, dấu đô la này. Không. Ở đây có hai dãy số này nghe, dãy số A này, dãy số B. Này một này, năm này, ví dụ thôi nhá. Thầy có các tính này, kết quả giúp bằng nhé. Thì tổng rồi bằng một này cộng với 4. 1 là cái địa chỉ A3 và kiểu giá trị là 1. Địa chỉ O là B3 4 5. 1 cộng 4 đương nhiên 5 à. Copy xuống. Dòng thứ hai nó tới lại là A4 cộng với B4. Tức là tăng thêm 1 chấm nhé. Nào, 5 cộng 5 mình có thể viết là 10. Này có cần chỉnh đến 10 lần luôn đúng không? Thế bây giờ thầy thay đổi đi một chút nhé. Thay đổi này theo cái kiểu thứ nhất. Ví dụ 1 đi. Cũng bằng 1 này cộng với cái này. Nhưng mà thầy đặt dấu đô la ở trước chữ A. Thầy dấu đô la lên rồi. Nhưng mà có gì thay đổi không? Vẫn 5. Copy chuẩn thử. Và nó có gì thay đổi? Tức là nó nói này, cái chỗ này là vị trí A3 này. Nó lấy trong dòng con A thôi, hợp lý. Nhưng bây giờ thầy thay đổi trước cho cái dấu đô la này vào đây. Chỗ số 3 chứ phải là chữ A nữa. Cái này copy chuẩn này, nó thay đổi không? Thay đổi đó. Nghĩa là cái copy xuống này kia nó vẫn nằm ở trong số 3, nó không chịu nằm xuống trong số 4. Đương nhiên là trong số 3 thì đương nhiên đúng rồi, nhưng mà nó là vẫn nằm số 3 cho nên nó lấy số 1 này thế bây giờ thì ví dụ thứ hai này cũng bằng cái này cộng lại. Nhưng mà bây giờ thì cho cái dấu đô la đằng trước chữ A luôn cho bên này đi ha. Bây giờ thay đổi lại dấu này trước cả cái này trước còn trước dòng thì nó cũng bằng 5, nhưng mà chỉ lại có phi xuống này nó khác. Đây có phi xuống, không thay đổi gì cả, vẫn là 1 3, vẫn là dòng 3, vẫn là cái ô đó. Rồi đây mới ra kết luận đúng không? Đó. Kết luận. Nghĩa là dấu đô la đặt ở đâu? Bảo cho bạn biết nó chỉ lấy ở cái dòng đó và còn đó. Từ đó quy ra, nếu mà đặt trước dòng trước còn thì chỉ có một ô duy nhất thôi. Đó. Cho nên mới có những cái này nhé. Bây giờ đọc không có hiểu chưa? Nãy là thầy bỏ vào, bỏ cái đô la vào. Nhưng mà ở đây cái chỗ này này, lưu ý này. F4, thì F4 được à? Nó tự động thì đừng có làm. Không cần phải bỏ vào. Thích thì em bỏ vào. Thích thì em cứ bỏ F4, nó tự động chuyển đổi. Vì gì á? Tự động chuyển đổi. Thì đặt đô la trước dòng, đặt đô la trước còn. Đặt đô la trước dòng trước còn. Bỏ đô la trước dòng trước còn. Một khả năng như vậy. Trong cái đó trong người chức năng hết này. Có hiểu không?
hiểu rồi chúng ta về sớm nghe. Thầy cứ lướt qua cái nào hiểu lướt qua. Hiểu không? Thầy hiểu là thầy đúng không? Thì thầy làm cái yêu cầu cho em. Hiểu không? Cái này là giúp em tìm hiểu về cái hàm nào đó thôi. Thầy lấy ví dụ này. Thầy muốn tính tổng của cái này này em. Dùng hàm gì? Không có chữ S được à? Thì lúc này cái Excel nó thông minh nghe. Nó liệt kê những hàm nào có chữ S thì kê hết. Cho nên không cần có thể mình nhớ không tốt nhưng mà mình vẫn làm được. Thế thì nhớ thêm được chữ U nữa. Đó là thu hẹp khoảng cách à, thu hẹp cái từ khóa. Và nếu có được nữa thì càng tốt à. Khi mà khi được kiếm được cái hàm cũng nghỉ rồi á thì nhấn nút tác này. Nó ra. Cái này cái gì cho chúng ta cái dấu ngoặc. Nhưng mà cái quan trọng là vấn đề gặp bắt là dưới này. Dưới này. Nó hiển thị cho chúng ta cấu trúc của cái hàm đó. Không? Cấu trúc của cái hàm đó. Nhưng mà cái hay ở cái chỗ á, dưới này có cái liên kết. Cái hàm đó liên vào. Và coi nó liên kết tới cái gì? Thank you.
kia thì chúng ta nhờ cái chương trình giúp đỡ và Microsoft giúp đỡ. Rồi tiếp theo thì nói về một số hàng kia hàng thường dùng cho cái bài tập cũng như các bài kia học học kỳ hai học thống kê á. Đấy, bây giờ bài số 1 ai cũng biết đúng không? Cái số 2 ai cũng làm rồi, cho nên bỏ qua. Bây giờ tôi điểm cho nó nhanh này. Số 3. Cái nào các em biết rồi thì bỏ qua. Cái nào các em biết á, tại vì nhiều thích. Cho nó lệ cái. Các em đang trong cái số 3 này á, em biết được bao nhiêu hàng thôi. Sáu hàng rồi, em kế bên biết được bao nhiêu? Năm bạn gái hả? Sáu. Vậy hàng nào em không biết? Hàng nào em đang hàng nào không biết? Dòng đến ngày biết thế nào? À, trong ngày mới này. Cái dòng này trước này. Cái hàng nào cũng biết. Rồi hàng miếng thân bác cũng biết hả? Đó thầy nói là lớn nhất này. Lớn nhất này, trung bình này, xếp hàng này. Điểm này, điểm này. Ngày xong biết cái ngày luôn này nhé. Có cần thầy giải thích cái hàng này không? Đó đúng không? Thì cái nào cũng thế, chúng ta cũng làm rõ. Biết rồi thôi. Rồi bây giờ thầy thử nhé. Đầu tiên này hàng câu. Nhưng mà do em chữ A khác nhau chỗ nào hả? Thầy điểm khu vực này nghe. Khu vực mà thầy vô vòng vàng này thì điểm đó, điểm ở đây là điểm cái ô khoảng một cái gì đó. Câu đố các em kết quả là bao nhiêu? Thường là thi lý thuyết á, thầy để bài á, thi lý thuyết đó hỏi như này, kết quả của hàng đó cho bằng bao nhiêu? Đáp số 10, 8, 9, 10 gì đấy, 11. Của đáp án đó, các em chọn đáp án nào? 5, không 10 kìa. Mà thằng tiếp theo. Mười cái hàng này không biết được chưa? Được không? Bắt đầu là chúng ta có năm con số kìa, năm ô chứa giá trị số và năm ô chứa giá trị chữ, và bắt đầu chúng ta có cái hàng này về nhà coi nhé. Bằng bao nhiêu này chỉ xác. Đây, về tìm hiểu nhé. Thằng này lượng người theo ít có điều kiện là đắt. Ví dụ, quả được trong cái ô đó điểm dưới này có cái điều kiện là lớn hơn bằng 5 cái này. Giá trị bao nhiêu? 5 lớn hơn bằng 5 cái chứ. Đây, xong. Đây, xong cái này đúng không? Đây, cái này xong. Vậy thằng này biết không? INT tham lấy phần nguyên của một số. Ví dụ như phần nguyên của 2 trên 3 là bằng 2. Nhưng mà các em coi cái này trả lời bằng bao nhiêu?
ví dụ thầy có con số là bằng 2/3 này. Thầy bây giờ hỏi phần nguyên của một cái này á, đã có thứ nhất là 2, thứ hai là 3, đáp số thứ ba là 0, đáp số thứ tư là lỗi. Cái chọn đã nào? Lỗi chính xác. Ờ, bạn hay chưa? Ờ, này 2/3 không được nghe. Nhớ là cái này là mấy chi tiết nhỏ này cũng hay nhầm lẫn chứ. Mà hay nhầm lẫn thì cô hay cho đề lắm nghe. Nhớ ha. Ngày hàng lần hết. Mốt này á để thành dương, có một phía kia có gì để nói, lấy căn bình hai, lấy thì tuyệt đối căn này biết không? Sanda Yen là hàm tính độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn. Nếu như thế này, ai hiểu một chút lý thuyết là ví dụ hai bạn này, bạn A này, bạn B thì đi đúng không? Thi thử nghe. Vào đại học ba môn này, toán này, hóa này, đúng không? Điểm ba môn như vậy thì các em sẽ thấy điểm trung bình bằng bao nhiêu? Trung bình hàng gì? Nhau. Và cái điểm trung bình thì bằng nhau giống nhau như vậy á, bằng như nhau. Chúng ta cần một tài lượng á thì đánh giá coi bạn nào học đều hơn, bạn nào học đẹp hơn. Đều là đấy đẹp á, có giá trị có giá trị trung bình á. Thì các em thấy thì B hay A đều hơn, cái đều hơn. Thì những cái dãy số á, các giá trị nó gần nhau và gần giá trị trung bình thì cái độ lệch chuẩn nó nhỏ. Ngược lại, có thể chấn lớn. Cái đo lệch chấn là đại lượng như vậy. Để tính ra này nghe. D này, đo lệch này, chuẩn này, cái hàm này. Thì giấy này, nó qua chỗ này. Nó bằng 4. Trong khi đó bằng B, nó bằng 1. Là đồ đẹp chuẩn càng nhỏ, các giá trị của dạng của đó và số lượng càng gần nhau và gần nhau. À, liên quan tới đồ đẹp chuẩn, nghe hiểu được khái niệm phương sai, lấy căn bậc hai của phương sai ra đồ đẹp chuẩn. À, trong lớp 11 thì nó học đấy. Nó có kể không? Thôi, nó vớ còn cái nữa. Hai cái này có cái nào tôi biết rồi không? Có quá. Cái này dễ này, mốt là cái gì? Mốt là yếu vị, giá trị yếu vị, yếu yêu yêu tại thì tôi rất nhiều vậy vì á, hả? Thì hiểu cái này này, yếu vị là giá trị nó xuất hiện nhiều nhất. Ví dụ, độ tuổi của em á, thầy đi khảo sát sinh viên đi một, thì độ tuổi mỗi bạn có một chỉ số tuổi cả ngàn bạn có cả chỉ ngàn chỉ số tuổi, mà cái chỉ số nào mà xuất hiện nhiều nhất á, xuất hiện nhiều nhất á thì gọi là nhiễu bình. Vậy suy ra nhiễu bình là bằng 18. Hoặc là giới tính chẳng hạn, trong cái lớp này thôi, mình lớp qua thì chỉ là nhiễu bình là bằng giới tính hả? Như vậy nó nên giới, tức là cái giá trị nào mà nó xuất hiện nhiều nhất á, có tần số lớn nhất thì nó là nhiễu bình.
các điểm xuất hiện chủ yếu. Về mặt tính toán thì thế này anh em. Thầy cũng xét các cái giải nhìn phân bổ này nhé. Thì độ kem trong các ô màu vàng á, hiểu vị bằng bao nhiêu? Hiểu vị là số 7. Số 5. Tại vì nó xuất hiện hai lần. Còn ví dụ thầy diễn số này bằng số 7 lỗi. Tại vì các số đều xuất hiện một lần, không còn hiểu vị. Đó, như vậy. Còn cái này nó thay bằng số 6, hiểu vị lần trước là 6. Đây là phải cuối cùng kìa. Median. Median gọi là trung vị. Trung là chính giữa kìa. Trung điểm á. Vị là vị trí, giá trị ở vị trí chính giữa. Vậy từ đó cái răng nó phải sắp xếp đó, sắp xếp từ các giá trị từ nhỏ đến lớn. Và cái giá trị mà nằm chính giữa thì gọi là trung vị. Thầy lấy ví dụ như thế này. Chẳng hạn sinh viên đi á, được dược đánh hàm mạc, quen đi vào đây á, thấy được tính ra cái hiệu vị cái median á, cái giá trị điểm chi của ba môn toán hóa sinh median bằng 27. Điều đó có nghĩa rằng là trong 1.000 sinh viên đó, một phần nửa, 50% á, có điểm thi sẽ nhỏ hơn 27 và ngược còn lại là lớn hơn 27. Hiểu vị là vậy, cũng vị là vậy. Về mặt tính toán chúng vị này, thầy cũng lấy hai giải của nó luôn. Median của 159 đối với em hiểu vị là bao nhiêu? 5. Còn 166 hiểu vị là 6. Và tầm chỉ này thì thầy một phương năng hiểu vị nó là 5. Chúng ta sắp xếp các giá trị từ nhỏ lớn, giá trị nào mà nằm chính giữa chi bộ dữ liệu thành 50-50 á thì nó là trung bình. Nó nhầm là chuyện đó đến gì đó các em hay xong chưa? Còn thằng nào chưa biết đâu thằng này làm đó. Vậy tiếp theo là thảo về chuỗi nghe. Cái này em phải nhìn nêu tên về em từ tìm hiểu thôi. Ngày tháng nghe. Về hàm ít này. Sơ mít. Cái này chỉ nêu để em về từ tìm hiểu thôi. Đó. Về từ tìm hiểu nhé. Cái này nó đều phải sử dụng để làm bài tập cái đồ clip bài giảng thế này. Đến độ 29 đến 29 này nghe. Có tăng bao nhiêu nữa không? Nghe kia 29 đến 29.